Vâng, xin chào bác, kênh Kiên Xe Đạp. Và hôm nay giới thiệu bác một mẫu touring của dòng Gian FCR 3001 màu đen vàng không nhá. Và bây giờ em xin đánh giá tổng thể chiếc xe. Và những mẫu touring thông thường của bên em thì dòng FCR 3100 này là khá là phổ biến rồi. Và em đã rất là review rất nhiều những dòng FCR 3100. Đây là một mẫu xe đạp thể thao nhẹ nhàng, thanh cảnh, một dòng touring FCR chính hãng của Gian, model 3100, làm từ hợp kim nhôm Alux-X, vẫn là hợp kim nhôm sơn nhẹ của dòng chính hãng của Gian. Và vì mẫu touring này thì bên em mới về đây, vẫn là màu cam, màu vàng và vàng cam, xanh lá mạ, xanh lá mạ. Tổng thể lớp sơn còn 85-90%. Xe này rất là đẹp, xe đã qua sử dụng nhưng mà tổng thể xe còn rất là mới luôn nhé. Và những cái mồng touring bên em thì những dòng FCR về rất là nhiều rồi, thì được rất nhiều các bác quan tâm. Xe có size S, khi mà các bác đang dùng 1m6, 1m7. Đây là một mẫu touring thể thao nhẹ nhàng, phù hợp với mọi lứa tuổi. Màu xanh lá mạ đen, cổ phốt ghi đông chính hãng của Gian, nút bảng cho xe. Tay lắm cao su, đúc chính hãng của Gian. Xe được trang bị với 8 tầng lip Shimano. Bên tay phải em là 3 tầng đĩa chính hãng của Shimano. Và cái dòng FCR 3100 này là dòng FCR đời mới, so với phiên bản cũ là phanh V. Thì mẫu FCR 3000 mới này được trang bị với bộ phanh đĩa. Đây các bạn có thể thấy rõ đấy, Gian model FCR 3100 và cặp Mayer bạc đạn nguyên bản chính hãng của Gian. Vành nguyên bản chính hãng Gian. Kích thước lốp 700x32C. Đây lốp của xe đấy. Những dòng touring thể thao nhẹ nhàng thì rất là phù hợp các bác đi dòng xe này nhé. Đi rất khỏe và nam tính, màu đen, xanh vàng. Đây rất là mới không nhá. Có rất là rõ. Quay ông xem. Bên dưới ở đây. Chủ cũng rất là mới. Chủ cũng rất là giữ gìn cái chiếc xe này. Bên dưới thì có cái miếng chống cật xích, nó vẫn để nguyên trên trên cái xe. Xe được sử dụng với phủ đề Hyundai TX Shimano chính hãng, trang bị với 8 tầng lip chính hãng của Shimano. Và như em đã nói thì xe đồng 3100 đời mới này được phanh trang bị với bộ phanh đĩa, so với cấu hình cũ đời cũ là cấu hình phanh V. Đằng sau cũng sử dụng cặp Mayer chính hãng của Gian, Mayer bạc đạn, vành nguyên bản trong xe, vành sau cũng là của Gian, kích thước lốp 700x32C. Yên xe còn rất là mới, chưa bong tróc gì cả. Đây là mã vạch kia cốt chính hãng của dòng Gian đây. Mẫu touring Gian FCR 3100, dòng thể thao nhẹ nhàng, thanh cảnh cho các bạn bác đạp xe. Và bây giờ em đánh giá chi tiết hoạt động của xe. Vâng, bây giờ chi tiết hoạt động của xe này. Lên lip. Xe được trang bị với 8 tầng lip chính hãng của Shimano nguyên bản cho xe. Vâng, rất là mượt mà, đúng lip rồi. Xe còn rất là đẹp, tầm 90% xe. Đúng lip, vâng, bên đây là đĩa đây. Xe sử dụng với 2 tầng đĩa. Đúng đĩa. Lên đĩa,
và đĩa cũng ở chính hãng Zemalo nguyên bản theo xe. Đấy, thử dụng rất là mượt mà và dễ sử dụng nhé. Đây là một dòng tô linh khá là phổ biến rồi. Các bác có thể thay tao nhẹ nhàng thay cảnh là cái dòng xe tô linh này rất là dễ điều chỉnh. Xe có tông màu rất là khỏe, màu đen lì, thanh lá mạ, dòng gian tô linh. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể thông trước gian model FCR 3100, 3100. Và cái mẫu model mới là được trang bị với bộ phanh đĩa so với mẫu cũ của nó là cấu hình phanh V. Và có giá rất tốt bên em là 6 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có nào quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975709943. Với YouTube tìm kênh đạp đến đăng ký họ kênh. Và hẹn các bác vào chương ngày mai. Vâng, bên em bán luôn ở đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật. Đây các bác thấy, rất nhiều đồng hồ. Các bác nào quan tâm thì lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, ấn đăng ký kênh và theo dõi kênh để xem chi tiết hơn. Vâng, hẹn các bác vào chương ngày mai.